Xin chào các bạn, mình là Hà Trường Giang. Hiện tại mình đã làm ở Beaver Option được gần 3 năm. Xin chào mọi người, mình tên là Huy. Hiện tại mình đã làm việc ở Beaver Option cũng gần 1 năm rồi. Hiện tại thì mình đảm nhận vị trí Motion Graphic Animator. Công việc hiện tại của mình hiện tại đang là một Motion Graphic và là một Graphic Designer. Để trở thành một Graphic Designer và một Animator tốt thì ngoài việc có những cái kiến thức căn bản thì trong cái quá trình thực hiện các dự án bạn có một cái thái độ làm việc nhóm tốt, luôn luôn trao đổi, học hỏi, sáng tạo thì bạn sẽ ngày càng trở nên phát triển. Nếu dùng hai từ để nói về Beaver Option thì có lẽ mình sẽ dùng từ sáng tạo. Hai từ nói về Beaver Option thì đó là chuyên nghiệp ha. Mong muốn của mình là muốn nâng cao kỹ năng để tạo ra những sản phẩm đẹp hơn. Nếu như bạn đang có một ý tưởng trong đầu nhưng bạn không biết cách nào để biến nó thành một video thì hãy đến với Beaver Option. Chúng tôi sẽ biến ý tưởng của bạn thành một video.